Hello, hello anh em. Mới về được con Serona anh chị, rất là đẹp nha. Model 2016 bản full cửa nóc. Đó, giá cực kỳ hợp lý luôn với con Atis. Atis thường là anh em thấy 2.10 là 2.8 không? Mà hôm nay về con này là máy 2.0 nha, 2.2 bản full thì nó sẽ có vô lăng 3 chấu và nó có lẫy số anh chị nha. Dòng này máy 2.0 chạy cực sướng anh chị. Em đi bằng con Veloz Road của em nè. Veloz này kêu bằng là Lexus Parker. Đó, quay dòng báo giá anh em mình luôn ha. Lướt, đó, em đi nè. Kéo tối nay về thêm túc sành đó anh chị, túc sành cũng có 300 mấy thôi, bản full cửa nóc hai cầu. Thì xe này thì nó được cái tiết kiệm, với xe này chạy lướt 18.000, đang để cho anh em mình 59 nha. Anh em đưa 51, 52 gì đó cũng được, lấy xe về chạy cho nợ không lãi nha. Atis này cũng mới về nè, Atis này bản full nó có body dưới anh chị không, bản 2.0 vô lăng 3 chấu đẹp lắm, sướng lắm anh chị, chạy đã lắm, chạy sướng như Camry, có thể nó sướng hơn mấy Camry luôn, tại vì cái xe nó nhỏ ký hơn máy 2.0 đó anh em biết không, tại vì Camry nó cũng 2.0 nhưng mà cái xe nó to. Giờ có Camry 2.4, 2.5 ha, nhưng mà mình đang nói là vấn đề Camry 2.0 cùng 2.0 cùng máy á, là Atis chạy xe bốc hơn, mạnh hơn, tại vì dòng này cái xác nó nhỏ anh chị nha. Rin lắm anh chị nha. Quá trời đẹp luôn. Xe này thì giá cực kỳ yêu thương anh chị, hơn 300 xíu á. Serona này thì bản full cửa nóc. Đó. Xe đẹp gia đình không lỗi bao dung. Dòng này thì chạy cực kỳ sướng rồi. Ha. Lâu lâu mới về được xe đẹp phục vụ anh em bà con, anh chị nào thích cái mẫu nào thì nhấc máy alo em thật mình. 0834333371 0866678971 ha. Cửa điện, cửa trời lum la, chân xí ghế lum, ghế điện nhớ ghế bơm lưng tùm lum, cho xe chạy có 100.000 thôi. Xe đẹp quá trời. Xe này thì đang để cho đây mình hơn 600 nha. Anh chị quan tâm mẫu nào thì nhắc máy alo em Thịnh mình. 0834333371 nha. 0866678971. Gặp bạn Cường với bạn Hảo tâm sự nha. Cảm ơn anh em mình nhiều.